Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 9 trong chương trình chữ Hán của N5 nhá à, Hay và không để làm mất thời gian các bạn nữa Vậy chúng ta sẽ bước ngay vào chữ Hán đầu tiên của bài ngày hôm nay Đó là từ Kai Mas Kai Mas là gì đấy? Là mua phải không nào? Hay rồi, thế thì đầu tiên là về cách nhớ đã nhá Cách nhớ Chúng ta nhìn thấy bên trên là giống con mắt không? Giống con mắt không? Đấy, rồi Bên dưới à, giống hình 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 mắt như này Hôm trước mình học về chữ mê đúng không nào? Đấy, mọi người nhìn chưa? Giống hình con mắt không? Đấy Chữ mắt, con mắt nằm ngang đúng không nào? Con mắt nằm ngang Nhưng mình học về chữ mê như này Thì nằm thẳng Bây giờ đây, bên dưới nó là chữ mê bên dưới này Đấy Rồi Chữ mê bên dưới Và bên dưới có hai cái chân nữa đúng không nào? Thế bây giờ mình tưởng tượng mình đi mua hàng thì mình cần phải nhìn Nhìn ngang, nhìn dọc đó nhìn mắt này mắt kiểu mắt ngang mắt dọc đi mua hàng thì chúng ta cần phải đứng đứng bằng hai chân này và nhìn ngang nhìn dọc cái cái món hàng đấy xong mình mới mua được đúng nào đấy là kiểu cách nhớ đơn thuần nhất thế còn sau này chúng ta sẽ gặp thực chất thì cái chữ hán này bên dưới cái này mọi người ạ cái này chữ này có nghĩa là con sò tuy nhiên ngày xưa thì người ta hay um, dùng con sò để là gì nhỉ à để để uh, gọi là cái cái đơn vị để trao đổi hàng hóa Thế nên là uh, coi như là tiền của ngày xưa ấy, tiền của ngày xưa là cái này thế thì um, bây giờ thì chúng ta sẽ Tức là trong chữ hán này ta sẽ quy định đây là, đây là vừa ý nghĩa là con sò vừa ý nghĩa là tiền Thế nên là mình có thể lý giải bằng một cách với cái chữ hán này như sau đó là gì nhỉ Đầu tiên mình đi xem hàng thì mình cần phải, à đi mua hàng mình cần phải ngắm qua xem có thể là kỹ Sau đó thì mình gì nhỉ, mình mua hàng thì mình thanh toán bằng bằng tiền Thế thì rất là đơn giản thôi, với chữ mại này thì trong chương trình nếu 4 lần năm chúng ta chỉ cần nhớ cái cách đọc của nó là nhé với những cái động từ như sau, thứ nhất là kai mát né kai là mua này Hay là mình sẽ gặp một cái từ gì đây nhỉ? Từ chữ này, chữ vật mình vừa học bài trước rồi đúng không nào? Và lần trước sẽ đọc là Kaimono mono kai mono là mua hàng nhé, đi mua sắm Hay, rồi, chúng ta cùng nhau ôn lại nhé Một, mua là gì nhỉ? Mua là kai mát Hay, ok, kai Tiếp theo, mua hàng là gì đây? Là kai mono shimasu Kaimono shimasu Kai mono Hay, thế là vạn sự khởi đầu rất là dễ dàng Đó là chữ mại của chúng ta Vậy chúng ta sẽ bước sang chữ số 2 Đó là chữ có âm Việt là độc Độc là gì nhỉ? Độc là đọc Chúng ta có từ độc giả đúng không? là người đọc Thì cái chữ độc đây có nghĩa là đọc nhá Động từ đọc mọi người đọc là gì đấy? Yomimasu phải không nào? Rồi hay là chúng ta có cách đọc Chữ phương thì học rồi đúng không nào? Yomikata ,ですね. Yomikata Kono kanji no yomikata wa đấy nhỉ chúng ta có cái từ là gì nhỉ cái cách đọc của chữ hán này là gì đúng nào hay cùng nhau viết một chữ hán này đã nhá đầu tiên mình sẽ thấy chữ này ghép của hai bộ đúng không nào đầu tiên là bộ ngôn nguyên cái từ này sau này mình sẽ học nguyên cái từ này nghĩa là nói đúng không nào và và bản thân nó cũng là một bộ bộ gì nhỉ bộ ngôn nghĩa là nói và đằng sau chữ này đó chữ này sau này mình sẽ học chữ này là chữ gì nhỉ chữ mua chữ mua đấy mua rồi mua ai phải mua xin lỗi mọi người đây là bán chứ đấy bán bản thân cái chữ đằng sau này sau này là bán nhé bán rồi và ngoài ra cái chữ này còn có nghĩa là ngoài nghĩa là bán nó còn cái từ UDMAS là, là, là bán chạy nữa cơ thế thì mình sẽ lý giải cái chữ hán này thông qua cái việc chúng ta hiểu hai cái này ấy nhá đó là gì nhỉ đi gì nhỉ Đi, à, thứ nhất là đã đọc đọc thì phải dùng gì nhỉ dùng uh, mồm đúng không và và gì nhỉ đọc với những cái câu từ lời nói đúng không nào đọc những cái câu từ lời nói thì mình đọc cái gì đọc cái cuốn sách mà được làm sao được bán chạy nhất được bán chạy nhất nhá hay là uh, mình có thể nhớ một cách nhớ khác ví dụ như sau chữ gì đấy nhỉ đầu tiên là uh, đây là những cái nói là những cái ngôn từ từ vựng đúng không nào khi mà đọc thì mình sẽ đọc những cái ngôn từ từ vựng sau đó thì mang đi gì đây nhỉ Ờ uh, sau đó mang đi bán à cũng không liên quan lắm đúng không ai <laughs> thôi rồi các bạn nhớ theo cách nhớ vừa nãy cho mình nhá và nếu mà mọi người có cách nhớ nào hay hơn thú vị hơn thì nhất định là phải chia sẻ cho mình với nhá được chưa nào rồi chúng ta cùng nhau viết lại một lần được không mọi người cùng nhau viết nhá một hai ba bốn năm ok rồi đằng sau chữ này mọi người lưu ý không phải chữ thổ nhá đây là cái nét trên dài hơn nét dưới mà được chưa? Hay, rồi, thế thì về cách đọc của nó thì chúng ta sẽ chỉ cần nhớ cho mình cách đọc là yomimas này thôi Ở Chữ hán sẽ đọc là yo này, Và thòi ra cái đuôi đằng sau là mimas nhé Yomimasu Và cách đọc chữ phương học rồi đó sẽ là gì nhỉ? Yomikata xin nhỉ? Yomikata là cách đọc Ngoài ra từ đô cự này thì sau này mình sẽ gặp rất rất nhiều những chữ hán có cái từ cách đọc là đô cự này Tuy nhiên thì trong chương trình từ 4 năm 5, 5, mình chưa cần đọc đâu nhá hay, rồi Thế thì à Hay, xin mời mọi người cùng nhau ôn lại nhá Đọc là gì nhỉ? Đọc là Yomimasu nhé Đọc là Yomimas. Và cách đọc sẽ là Yomikata Ok, Yomikata Được chưa nào? Hay, thế là mình sẽ bước sang chữ Hán số 3 này Chữ Hán số 3 nó là chữ gì nhỉ? Là chữ thủ Thủ là gì? Thủ là cái tay nhá thủ là tay thủ là đôi tay đúng không nào là tay âm hẳn việt là thủ đấy hay thế thì wow chữ thủ này mình gặp rất là nhiều đúng không nào rất là nhiều những cái từ vựng cho ngày hôm nay mình đã học rồi đây đều là những từ gạch chân nhá ví dụ như là sổ tay này là tay nhá hay là gì, gì nhỉ à, Otea là cái cái bồn rửa đúng nào cái bồn rửa hay là gì nhỉ à, cái bồn rửa hay là cái gọi là nhà vệ sinh cũng được đúng nào hay là tegami là thư này bức thư này đôi tay này hay là chúng ta gặp trong cái từ gì nhỉ à, heta hay là jo dự hai cái tính từ đuôi na đúng nào thì người ta cũng dùng cái từ thủ này để để biểu hiện cái gì nhỉ cái giỏi và cái dốt đấy cái kém đấy hay là kite là cái tem thư sau này mình sẽ gặp ví dụ như từ kashu là ca ka sĩ này hay là ai là đối phương phương này hay là tên Iremas rồi Intensh. Intensh là gì nhỉ? Là làm uh, lái xe đúng nào, lái xe và Tebucro là gì đấy nhỉ? Là cái bao tay nhá, bao tay. Thế thì mình sẽ chỉ cần nhớ những cái từ vựng mà là cái chân ở đây thôi đã nhá hay rồi, thứ nhất là về cách viết. Cách viết của chữ Hán này thì mình sẽ không nhắc lại nữa bởi vì chữ Hán này gì nhỉ? Chữ Hán này là nằm trong cái bài giới thiệu về bộ thủ rồi đúng không nào? Thì các bạn sẽ nhìn thấy uh, chúng ta tưởng tượng giống như cái gì nhỉ? Giống như bàn tay đúng không? Giống như tay mà được chống đỡ thôi đúng không? Ở trên này là cái bàn tay đúng không nào? Hãy mình sẽ tưởng tượng như vậy nhá. Chữ tên này, chữ thủ chữ tay này rất là dễ nhớ nên chúng ta sẽ nhớ nhớ gọi là nhớ chay cho mình nhá. Mà không có câu chuyện nào thú vị cả đúng không nào? Hay, rồi. Thế thì bây giờ về cách đọc chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một lượt nhá à, cách đọc nhiều nhất trong bảng này chúng ta thấy đó là cách đọc là tê tê trong tê gì nhỉ tê trong tê trô tê trô là gì là sổ tay nhá chữ trô này chưa học đúng không nhưng mà mình sẽ nhớ cách này là đọc là tê nhá tê trộ otarai nhà vệ sinh đúng nào otarai rồi hay là tegami tegami là gì đây nhỉ tegami là bức thư hay là tay sẽ là tê rồi tem thư sẽ là kite rồi, và sau này mình sẽ học thứ nhất là IT này IT, ghi nốt ra đây nhá T ni iremas, te Tiếp theo này, cách đọc là ta Rất là đặc biệt Thì chúng ta sẽ gặp duy nhất trong từ gì nhỉ? He ta à, Có thể bài đến ngày hôm nay chúng ta chưa học Nhưng mà mọi người biết từ này là chữ gì không? Chữ này là chữ hạ là là xuống bên dưới đúng không nào? tay tay dưới tức là gì nhỉ tức là kém đúng là cái kém tay tay kém đúng là 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 kém đấy hệ ta ạ, chứ nhỉ tiếp theo ngoài ra chúng ta còn cách đọc là siêu trong từ ca siu, ca là ca sĩ này hay là mình sẽ gặp sau này từ ưng tên siêu là lái xe này và chữ dư cái đọc là dư đặc biệt thì nó cũng sẽ đọc là trong từ gì nhỉ trong từ quen thuộc nhất đó là từ dô dự dô là gì nhỉ là giỏi thì cái chữ này chữ thượng tay tay dưới thì là kém còn tay trên thì là là giỏi nhá hai đó là về chữ thủ của chúng ta nhá hãy và xin mời các bạn sẽ cùng nhau ôn lại về cách đọc cùng với mình một lượt nhá thứ nhất mọi người cùng nhau đọc nào chữ này đọc là gì nhỉ để cho mọi người chữ này đọc là chô rồi thì trước chô thì chúng ta sẽ đọc là gì đấy tê chô rồi tê chô là gì nhỉ tê chô là sổ tay tiếp theo này o t a r i o a r Otea đây là gì đây nhỉ? Là là cái nhà vệ sinh này. Tiếp theo chúng ta có từ, chữ này đọc là gami nè. Đằng sau đọc là gami thì mọi người sẽ đọc từ này là tegami. Tegami là bức thư đúng nào? Tay sẽ đọc là gì nhỉ? Tay là te. Chữ này dễ rồi. Tiếp theo, rồi hai tính từ đuôi na của chúng ta đúng nào? Chúng ta có từ he. He gì nhỉ? Heta, ta, heta. Heta là là kém, là không giỏi. Còn đằng sau này sẽ là jo, jo gì nhỉ? Jose, là giỏi. Và tem thư sẽ là cái cái gì nhỉ? Cái cái ok. K tê. Rồi, đó là về chữ thủ của chúng mình nhá. Hay chúng ta sẽ bước sang chữ Hán tiếp theo đó là chữ thiểu. Thiểu này là gì nhỉ? Thiểu này là thiểu số là số ít nhá, là số ít. Rồi, mình sẽ gặp rất là nhiều trong từ ví dụ từ skoshi, skunai, shoshō machikudasai kudasai. Trong phần uh, um, cai qua chúng ta gặp từ này đúng không nào? Scotia gì nhỉ? Một chút nào? là ít đúng nào? Hay là social số mà sai là chờ thêm, chờ thêm một chút đúng nào? Hay thì về cách viết của nó như sau. Chữ này rất là dễ viết. Sau này khi mà các bạn học cái từ này này, từ tiểu các bạn thấy giống chữ tiểu này không? Nó chỉ khác nhau ở mỗi một nét này thôi đúng nào? Thì đến lúc ấy chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt lại về chữ tiểu và chữ thiểu này nhé. À, thiểu này là thiểu số là số ít. Cho nên các bạn sẽ nhớ cho mình hai cái này đã nhé cái chữ này các bạn cũng nhớ chay cho mình nhé số ít đúng nào à, mấy buổi nữa thôi chúng ta sẽ cùng nhau học chữ này nữa thì lúc ấy mình sẽ nhắc lại thì lúc đó các bạn sẽ không bao giờ bị quên hai chữ này nữa nhá hay rồi đó chữ thiểu này về cách đọc của nó thì thứ nhất đó là âm ôn tức là khi mà đứng một mình nó sẽ có cách đọc là su này su cư và thò ra bên ngoài chữ nay đúng nào Sư cư này cái từ này học chưa từ này học rồi đúng nào ít đúng nào hay S-cô-si, sư cô và thò là chữ shi vẫn đọc là sư cô shi là một chút đúng nào? Tiếp theo, cái từ này sẽ đọc là gì nhỉ? Khi mà ghép với những chữ hàng khác nó sẽ đọc là sho và chỗ này sẽ gì nhỉ? Lặp đi lặp lại đúng nào? Lặp từ sẽ là gì nhỉ? Sho 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 machi kudasai, o machi kudasai là xin xin phép, à xin ngài hãy chờ thêm một chút được chưa? Ok, cùng nhau đọc lại nhá. Một là Sukoshi Sukoshi Rồi, hai là Sukunai Tiếp theo chúng ta có từ gì nhỉ? Show Và lặp lại chỗ này cũng sẽ là show, show Cái này này, mọi người nhớ nhá Cái này thì sau này chúng ta sẽ thấy nó là gì? Nghĩa là lặp đi lặp lại Ví dụ như chúng ta sẽ gặp từ này Tokidoki từ này chữ thì chữ thời chúng ta học rồi đúng không? Này bình thường sẽ đọc là toki, bây giờ lặp lại sẽ thành doki nữa cơ. Thì tương tự, hôm nay chúng ta sẽ gặp từ này với từ gì nhỉ? Từ thiểu này đúng không nào? Chúng ta sẽ đọc là sho, Được nhé? sho, chưa? Cái này để lặp lặp lại lặp lại nhá. Được chưa nào? Hay. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến chữ gian. Gian này là gì nhỉ? Gian này là trung gian là ở giữa. Mình gặp một từ quen thuộc nhất đó là từ aida. Aida là ở giữa đúng không nào? À, không nhiều lắm chúng ta sẽ có một vài những từ thứ nhất là về thời gian chữ thời và chữ gian đúng không chữ thì và gian thời gian đấy là gì can này nhé gì hay là ở giữa sẽ là đà rồi sau này thì mình sẽ gặp từ này mani là kịp này kịp giờ này nakama là gì nhỉ là người bạn đồng hành cùng với mình hay là hiruma là gì nhỉ buổi buổi trưa ban ngày ấy ban ngày hay rồi thì về cách nhớ của chữ hãn này như sau Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy ở ngoài nó là cái gì rất là quen thuộc rồi đấy nhỉ Giống trong cái từ Kikimas đấy Mọi người nhớ từ Kikimas không? Kikimas là như thế này Đây là cái cổng đúng không nào? Và chúng ta lắng đôi tai nghe đúng không nào? Mình tưởng tượng nhỉ? Bên trong này là cái cái tai đúng không nào? Thế thì ngày hôm nay chữ giam này không phải là cái tai nữa mà là chữ gì đây nhỉ? Chữ nhật Thế mình tưởng tượng là gì đây? Chữ này nghĩa là ở giữa đâu không nào? ở giữa cánh cổng hay là nhìn từ nhìn từ mà ở bang bằng này chúng ta thấy gì nhỉ ông mặt trời nó mọc lên từ từ đằng giữa cánh cổng đúng không nào giữa hai cái cổng đó nhớ là chữ giữa nhá hay rồi về cách đọc của nó chúng ta sẽ cùng nhau nhớ như sau thứ nhất khi mà nó đứng một mình chúng ta có cách đọc là ai đà đấy ai đà là uh, ở giữa đúng không nào ở giữa hay và ngoài ra cách đọc là ma trong một vài những cái từ mặc dù chúng ta chưa biết nhưng mình sẽ ghi vào đây cho mọi người nhá. Maniaimas nhé, maniaimas là kịp này. Hiruma là ban ngày đúng nào? Ban ngày. Nakama là đồng nghiệp. Ok, nakama. Nakama. Ờ nakama chết nhé. ngoài ra chúng ta học một từ đó là từ thời gian sẽ là cách đọc là kang, jikan. Jikan. Ok, đến nay mọi người đã quen với cách học à, với các bài chữ hán của mình chưa? Hay, hy vọng là à, với những bài học chữ hán này mọi người sẽ thấy chữ hán của chúng ta học thật đơn giản nhé Hay, ôn lại nào, thời gian là gì nhỉ? Thời gian là số gì càng Và ở giữa là gì đấy? Ở giữa là ai đà, né, ai đà. Đó, rất là nhanh, chúng ta đã đi xong được chữ gian này rồi. Mọi người mệt không? Mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một chút nhá, xong mình sẽ học tiếp nhá. đằng sau chúng ta sẽ còn chữ hán cuối cùng và phần ôn tập lại với nó đúng nào. cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau học về chữ nội. nội này là gì nhỉ? nội này là bên trong, mang ý nghĩa là bên trong nhá. À, tuy nhiên thì à, cũng không phải tuy nhiên mà là chúng ta đã gặp từ này trong một cái ví dụ về từ khi mà nói về vợ chồng chúng ta gặp một từ là từ canai, canai nói về vợ mình đúng nào. và sau này các bạn sẽ gặp từ này từ anai, anai là là giải thích nhá giải thích hướng dẫn nhá hay thế thì về cách nhớ của nó như sau mọi người đầu tiên mọi người thấy giống chữ gì không đấy viết thêm như này mọi người thấy giống chữ gì đây là chữ thịt của chúng ta đúng không nào thế thì chữ nội này phải nhớ như nào bây giờ hay các bạn nhìn thấy nhá nội mang ý nghĩa là bên trong mọi người ạ à. bên trong bên trong thì các, bạn thấy, các bạn thấy đây giống như một cái hộp đúng không nào và người thò vào thò vào bên trong hộp Bên trên là chữ nhân đúng không nào, giống chữ nhân Đấy, giống chữ người không Người thò ở bên trong hộp hay là người nằm ở bên trong hộp thò mỗi cái đầu Đấy, đây. cả cơ thể người bên trong này thò mỗi cái đầu thôi Đấy, đấy thấy chưa Thì đó là về chữ, chữ nội của chúng ta nhá Thứ nhất về chữ nội, cách đọc của nó như sau Đọc là ư trị Tuy nhiên cái chữ này thì nó rất là ít khi người ta khi mà đọc là uchi thì người ta rất ít khi dùng cái chữ hán này mà người ta chỉ dùng chữ chữ hiragana này thôi nhá thì các bạn không cần phải nhớ cái này cho mình được chưa nào tuy nhiên thì trong cái chương trình n bốn n năm chúng ta sẽ học nhiều nhất về cách nhớ chữ cách âm đọc là nai chúng ta có từ kanai kanai là gì nhỉ Thứ nhất chữ đằng trước này là chữ gì nhỉ? Chữ ra là nhà đúng không nào? Bây giờ bên bên trong ở trong nhà mình có ai nhỉ? Có người vợ là Kanai nhé. Vợ mình. Còn đằng sau này, sau này học tận N4 cơ chúng ta mới học từ Anai này thì sau này mình sẽ biết sau nhá. Hay cùng nhau ôn lại nào. Từ này đọc một từ duy nhất thôi đó là từ gì đấy? Kanai. Kanai là vợ mình nhá, vợ mình. Ok, rồi. À, như vậy là chúng ta đã đi xong 6 chữ Hán của bài ngày hôm nay rồi Thứ nhất đó là chữ gì nhỉ? Mua Mua gì nhỉ? Mua thì mắt ngang, mắt dọc Muốn đi mua hàng chúng ta cần phải gì nhỉ? Phải nhìn thật kỹ, nhìn ngang, nhìn dọc rồi mới đi mua hàng Đúng nào? Mua hàng đó Tiếp theo, chữ đọc Đọc thì có bộ gì nhỉ? Có bộ ngôn ở đằng trước đúng không nào? Và sau là chữ gì đấy? Chữ bán đúng không? đọc quyển sách bán chạy nhất chẳng hạn đấy rồi t là hình đôi tay rồi này hay là tiểu à thiểu này thiểu này à, thiểu là thiểu số này ví dụ skunai skoshi rồi hay từ Aida là ở giữa ở giữa gì nhỉ mặt trời nó mọc lên ở giữa cánh cổng nhìn qua thấy đúng không nào và cuối cùng là chữ nội là chữ gì nhỉ chữ bên trong đúng là chúng ta gặp trong từ kanai kanai là gì đây nhỉ kanai là vợ mình hay, và bây giờ các bạn hãy dừng màn hình lại một chút và nhớ làm bài tập đó Sau đó thì cùng check lại trên này với mình nhé Hay, chúng mình sẽ cùng nhau chữa bài nhá. Câu số 1 là gì nhỉ? Super de tabemono kaimasu ne Là gì nhỉ? Đi mua đồ ăn ở siêu thị Câu số 2 này Shumatsu tomodachi to kaimono kaimono shimasu Cuối tuần thì tôi sẽ đi mua đồ cùng với bạn bè Câu số 3 này Maya sa Shimbung Hàng sáng thì tôi đọc gì nhỉ? Đọc báo. Câu số 4. Mỗi ngày thì tôi đều học gì nhỉ? Đọc cách đọc của chữ khán đúng nào? Như các bạn đang học đấy. Câu số 5 này. Kabang pen techo ga là gì nhỉ? Arimasu là gì? Trong cặp thì có bút và có sổ tay nhá, quyển sổ tay. Tiếp theo nhá. Câu số 6 này. お手洗いはどこですかお手洗い。ラジオには、あ、あトレットはどここそばいね。母へ手紙。手紙を書きます。ね。と、イビットゥーチョ、チこそたんね。日本語が上手ですね。そう、上手ですね。いいえ、まだまだ下手です。ね。 Ôi tiếng Nhật anh giỏi thế Không, vẫn vẫn còn kém lắm đúng không nào Câu số 9 này Kyo wa sukoshi desne Sukoshi samui ne Hôm nay hơi lạnh một chút nhỉ Câu số 10 này Hachiju nien kite Kitte Kite Ô cái master là gì nhỉ Tôi đã mua cái gì nhỉ Cái tem có giá là 82 yên đúng không nào Kaimashita ne Câu số 11 này Sumimasen, kochira de shousho số, shousho, omachi kudasai Xin lỗi gì nhỉ, anh hãy chờ đây một chút Shousho một chút, đúng nào Câu số 12 này Kanae né, Kanae và uchi ni orimasu Kanae là ai, là vợ tôi, đúng nào Vợ tôi thì có ở trong nhà Câu số 13 này, ô tô, à chỗ này, ô phải, ô chi chi ha mà, ô tô sang, ô to sang, ,ですね. tốt ô no aida aida ne ototo ga imas ở giữa bố và mẹ thì có gì nhỉ giữa đúng nào có thằng em trai đúng nào câu số 14 này watashi no watashi no uchi wa super to kan no ni. chúng ta luyện nhỉ? những cái từ vựng như này đúng nào nhà của tôi thì nằm ở giữa gì nhỉ giữa siêu thị và ở giữa Uh, gọi là gì nhỉ? Thư viện đúng không? <laughs> Nhiều lúc uh, từ tiếng Việt tôi không nảy ra đúng không nào? Câu số 15 này Kodomo no te ne chi sai ne sai là tay của bọn trẻ con rất là nhỏ đúng không nào? Kodomo no te quá sai Hãy, đó là 15 câu của bài học ngày hôm nay nhá Hãy, và lại một bài học nữa kết thúc rồi à, Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong bài học tiếp theo nhé Nhớ sao, otsukaresama desu Bye bye Hiện tại, ở website học tiếng Nhật online dũngmoni.com đã mở công khai miễn phí toàn bộ khóa học N5 dành cho người mới bắt đầu bao gồm đầy đủ tất cả các bài giảng video, các bài luyện tập, các đề thi thử với tất cả các kỹ năng từ chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, nghe hiểu, đọc hiểu và các đề thi thử Các bạn chỉ cần vào website và đăng ký ngay một tài khoản là có thể bắt đầu được học tập ngay từ hôm nay rồi Và mình là Thanh, giáo viên sẽ phụ trách các bài chữ Hán Ngoài ra trên website còn có đầy đủ các khóa học từ N4, N3, N2, N1. Các bạn đừng quên ghé qua website để có thể tham khảo thêm các khóa học siêu chất lượng từ chúng mình nhé.